Cuốn sách Tôi yêu mùa 2 do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và VNPT Tây Ninh tổ chức từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022. Vừa qua, ngày 13 tháng 9, ban tổ chức cũng đã công bố kết quả và có 11 bài đạt giải. Trong đó, bài viết đầy cảm xúc về cuốn sách Đường xưa mây trắng của cụ Nguyễn Như Sương ở thị xã Trảng Bàng. Đây là một trong những bài viết mang đầy ý nghĩa và giàu tính nhân văn giáo dục con người hướng đến lối sống lành mạnh. Hiện nay, cụ Nguyễn Như Sương đã 90 tuổi. Ở cái tuổi không ít các cụ già có niềm đam mê vô cùng lớn trong việc đọc sách, học tập. Cụ Sương trong câu chuyện dưới đây chính là minh chứng rõ nét cho điều đó. Thay vì lựa chọn dành thời gian nghỉ ngơi, thì cụ lại chăm chỉ học, học nữa, học mãi. Cụ vẫn giữ thói quen đọc sách để tìm tòi, khám phá những điều mới lạ, thú vị và làm giàu kiến thức cho bản thân. Từ những ngày còn nhỏ, cụ đã rất thích đọc sách. Cụ đọc chậm và đọc lại nhiều lần để hiểu tường tận vấn đề. Đọc xong cuốn nào thấy hay, những câu nào tâm đắc nhất, cụ sẽ tự viết ra những bài cảm nghĩ để lưu lại. Với cụ, đọc để biết, đọc để chống lão hóa và đọc để giao lưu với những người viết ra cuốn sách đó. Nhờ đọc sách, kiến thức của cụ Sương không chỉ được đắp bồi mà tâm hồn còn thoải mái và vui vẻ hơn. Khi nào rảnh rỗi tôi mới đọc sách, tôi như mê đọc sách từ nhỏ rồi. Lúc mà chưa có ít có sách á thì mượn được cuốn sách nào về viết, đọc xong rồi cái bài nào hay lại viết lại để dành đọc tiếp. Đọc sách đó thì thấy được nhiều điều hay, nhưng mà hôm nay lại thấy có cái cuộc thi viết về quyển sách Tôi yêu, tôi muốn góp thêm một ngọn lửa để mà cho sôi động cái phong trào viết, để lan tỏa cái niềm đam mê đọc sách của người dân tỉnh nhà, nên tôi viết để mà tham gia. Tham dự cuộc thi cuốn sách Tôi yêu, cụ Sương đã gửi đến hội thi bài viết về cuốn sách Đường xưa mây trắng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là tuyệt tác của mọi thời đại. Dưới ngòi bút của cụ Sương, cụ lấy hình ảnh tượng Đức Phật Bà Linh Sơn Thánh Mẫu để gợi nhớ đến Đức Phật Thích Ca trong cuốn Đường xưa mây trắng. Bằng giọng văn trong sáng và lối kể chuyện nhẹ nhàng, giản dị, cụ đã dẫn dắt người đọc đến với hành trình ngược về 2.600 năm trước, cho ta biết về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ lúc còn là Thái tử Tấn Đạt Đa cho tới khi Ngài bắt đầu quá trình đi tìm con đường giải thoát cho chúng sinh khỏi bể khổ. Cuốn sách có 81 chương với độ dài lẫn độ dày khiến người đọc cũng khó lòng kiên nhẫn được. Nhưng với cụ, 81 chương, mỗi chương là một ý nghĩa, là những điều Phật thuyết giảng mang đến cho ta nhiều suy ngẫm về chính bản thân, về cuộc sống và hiểu sâu sắc hơn những triết lý của nhà Phật. Vì gì cũng sách Đường xưa mây trắng, tôi thấy nó rất là gần, rất là thật. Vậy trong đó nói về Phật Thích Ca, ông đi thuyết giảng về đạo lý làm người, về lý lẽ từ bi. Nhưng mà ông không có dùng cái pháp thực tinh thần linh gì hay là mê tín gì hết, mà ông chỉ dùng cái trí tuệ và cái lòng từ bi ông để thuyết phục được nhân tâm. Đi Phật giảng về cái đạo, cái cách giữ gìn đất nước, giữ gìn cho đạo được trường tồn, không bị suy thái. Đó là điều mình rất học hỏi. Hiểu cuộc đời qua cuốn sách Đường xưa mây trắng, cụ Sương lại kể cho con cháu nghe, dạy con cháu những điều tốt trong cuộc sống và đem lòng kính trọng Phật. Không chỉ dạy cho con cháu, cụ Sương cũng muốn gửi đến chúng ta về những bài học của Phật vì có thể áp dụng giữa đời và đạo. Dù tuổi cao, nhưng với cụ, đọc sách và viết là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cụ là tấm gương mẫu mực, là người truyền cảm hứng về văn hóa đọc cho con cháu, cho lớp trẻ học tập theo. Dạ, thì theo như bà ngoại em thường nói á, thì ngoại là người tay cầm liềm cầm cuốc chứ không phải là một nhà cầm viết. Nhưng mà đối với em, bà ngoại là một nhà đọc sách. Ngoại thật sự rất là yêu, có một cái niềm đam mê to lớn với lại văn chương. Và từ đó thì ngoại là một người đã truyền ngọn lửa cảm hứng đọc sách đối với em, giúp cho em có thêm một cái định hướng mới, đó là em phải là một người nhận được ngọn lửa ấy, giữ lửa và sau này cũng sẽ là một người truyền lửa, truyền đi cái văn hóa, văn phong đọc sách, viết sách đến với mọi người. Cuộc thi cuốn sách Tôi yêu được tổ chức với mong muốn phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo được dấu ấn với người yêu đọc sách, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về tình yêu đối với sách, duy trì tôn vinh giá trị của sách trong cuộc sống. Mong rằng ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm gương yêu sách như cụ Sương để thế hệ trẻ học tập, noi theo, đồng thời phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và lan tỏa văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân.